Tự tắm kiểu gì mà lưu hương được tới 4 tiếng. Đã thế còn kết hợp 3 trong 1 tắm gội và cả rửa mặt. Chả hiểu sao mà TikToker nào cũng tậu về review hot quá trời, lúc chỗ nào cũng thấy nó cả. Thôi để hôm nay tôi tậu về review cho anh em xem nha. Trời ơi, Norman đóng gói đầu tư ghê luôn á, có 2 box rồi mà còn được tặng thêm bộ bài tình yêu nữa. Thiết kế cái chai sữa tắm cũng sang trọng nữa, cái màu sơn nhám nhám cầm thích tay ghê đó. Vẻ bề ngoài của em nói thì 10 điểm rồi, không biết chất lượng sữa tắm bên trong thế nào. Nghe bảo em này có thể lưu hương lên tới 4 tiếng nếu các bạn chịu khó massage trong lúc tắm tầm 5 đến 10 phút nha. Chứ còn mới thay sữa tắm lên được có xíu mà đã tắm lại với nước thì đừng bảo sao không thơm lâu. Mùi thơm của em này kiểu hương nước hoa phát, nghe rất là lạ luôn. Từ trước giờ tôi xài sữa tắm cho nam chưa bao giờ mà tôi ngửi thấy cái mùi được như vậy. Mùi rất là thơm, lưu hương cũng khá lâu, tôi tắm từ chiều tới tối mà vẫn còn mùi. Gội đầu bằng em nói cũng ok lắm á, do có thành phần từ thiên nhiên nên gội tóc khá là mềm mượt, không bị khô tóc. Xài em này rất là tiện, tắm rửa gội đầu xong sẵn rửa mặt luôn. Một công ba chuyện thì cầm trên tay đây. Chắc khối ông tưởng là chai rượu đúng không? Chai này người ta chỉ gọi với cái tên là 1821. Ông nào mà hay xem kiên phạt thì sẽ biết tới chai này. Có AIO Watch, có nghĩa là all in one watch. Ngoài chai tonic ra thì đây là sản phẩm thứ hai mà tôi tậu của Siêu Men Store ấy, và cũng ưng luôn nhá. Nhìn qua cứ tưởng là chai rượu nhưng mà thực chất đây là một chai có đủ tất cả những gì mà anh em chơi cổ điển đam mê đấy. Vừa tắm, gội xả với cả dưỡng râu đều được luôn. Hương gỗ tobacco thơm vãi trưởng luôn mấy ông ạ. Hầu như các sản phẩm thơm tho của tôi dạo này đều có mùi hương này đấy. Chai này hiện có hai bản 532ml với cả 100ml cho anh em lựa chọn đấy. Thông tin tôi để ở giỏ hàng cho em tham khảo nhá. Thế mùa đông này đi ra đường thì nên có cái mùi gì để nó thơm và ngon trong mắt chị em? Tôi đã có 3 chai Body Mist được đánh giá là thơm nhất của Body Mist Việt Nam. Thế thì chai nào sẽ hợp với anh em học sinh sinh viên nhất? Chai mà người yêu tôi đánh giá cao nhất đó là Dừng Lại Và Chìm Sâu. Nó sẽ giống mùi hoa quả và mùi kẹo nhưng mà có vẻ là chị em sẽ hợp hơn. Tiếp theo là chai Funky and Fresh, mùi nó sẽ mát mát cay cay, cái vibe của nó sẽ là tươi mát và phóng khoáng anh em. Mà con gái rất thích cái kiểu như này. Thế nên là xịt nhiều thêm một tí cũng chẳng vấn đề gì. Ôi nhưng mà xịt thêm một tí đừng xịt lố cho tôi nhé, vì lại tiếc vãi. Nhưng mà để nói là hợp với con trai và dành cho mùa đông thì chắc chắn phải là High and Sick. Thứ bảy tuần trước vừa đi chơi người yêu tôi và tôi dùng cái mùi này. Đi lượn hết một vòng Hồ Tây mà tôi hỏi người yêu tôi không trả lời một câu nào. Bởi vì bận mà. Bận ngồi hít đi hơn 15 cây chỉ có ngồi hít với người đây. Đấy. Thôi, với cái mình chứng sống như thế này cũng biết là nên. Nhưng mà tôi nghĩ không gắt bằng mùi cơ thể của mình khi mà đổ mồ hôi đâu. Nên là cần phải có cách khắc phục tình trạng trên. Và cách đơn giản nhất là dùng em lăn khử mùi này đây. Em này thì đến từ nhà Dionatol, sản phẩm sáp lăn khử mùi đá khoáng của Nhật Bản. Với thành phần là đá khoáng tự nhiên hay còn gọi là phèn chua, giúp kiểm soát mồ hôi và mùi cơ thể tối đa. Ngoài ra còn có chiết xuất lá trà xanh cùng vitamin E, hạn chế vi khuẩn gây mùi và xe nhỏ lỗ chân lông, dưỡng da trở nên ẩm mượt và mịn màng. Kiểu em này thì là dạng sáp lăn, bám dính tốt và nhanh khô. Anh em cứ yên tâm sử dụng vì đây là sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, không cồn, không paraben nên rất là an toàn và lành tính. Chỉ cần sử dụng một lần trong ngày thôi là hiệu quả tới 24 giờ luôn rồi nha. Đặc biệt là khi sử dụng trong thời gian dài, theo cảm nhận của Phúc thì khi xài em sáp lăn này khá là nhanh khô luôn, tiện lợi và dễ sử dụng nữa. Vì có chứa tinh dầu bạc hà nên cảm giác sẽ cực kỳ dễ chịu và sảng khoái sau khi dùng. Xài em này là cánh lúc nào cũng khô thoáng và thơm tho luôn rồi nha. Một sản phẩm tốt như thế này không mua thì hơi phí, lít ngay vào giỏ hàng để mà chốt đơn thôi nào.